Để tạo điều kiện thuận lợi cho các xe hàng hóa chở nông sản thực phẩm từ các tỉnh về thành phố Hồ Chí Minh trong bối cảnh 3 chợ đầu mối tạm ngưng hoạt động, vừa qua thành phố Hồ Chí Minh đã đưa vào hoạt động trung tâm trung chuyển hàng hóa đặt tại bãi xe container chợ đầu mối nông sản Thủ Đức. Dự kiến mỗi đêm trung chuyển 1.500 đến 2.000 tấn nông sản, rau củ, trái cây đến các siêu thị, chợ truyền thống, các điểm bán lẻ tại thành phố Hồ Chí Minh. Khu vực này rộng gần 10.000 m2 phía sau chợ đầu mối Thủ Đức, được chia làm 18 ô riêng cho 18 thương nhân làm điểm trung chuyển hàng hóa. Để đảm bảo an toàn, chỉ xe tải chở hàng từ các tỉnh về và xe tải nhỏ vào nhận hàng đã đăng ký trước mới được ra vào. Tuyệt đối không có xe ba gác hay xe máy đến chở hàng. Hàng hóa về đến đây sẽ được bốc xếp lên xe tải nhỏ chở đi ngay. Cả tài xế và nhân viên bốc xếp đều phải có kết quả xét nghiệm COVID-19 âm tính trong vòng 72 giờ. Trạm trung chuyển hoạt động từ 17 giờ hôm trước đến 4 giờ sáng hôm sau. Mỗi ngày tiếp nhận khoảng 4.500 đến 5.000 tấn nông sản thực phẩm từ các tỉnh về thành phố Hồ Chí Minh. Đây là giải pháp tạm thời để bổ sung kịp thời nguồn nông sản thực phẩm cho thành phố trong thời gian giãn cách.